Ok, xin chào tất cả bạn. Thì hiện giờ mình quay trở lại trong video clip unbox sản phẩm mới. Cho nên thì hiện tại giờ là mình đang không ở miền Bắc, mình đang ở miền Nam. Và dĩ nhiên là đang ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, nên không gì nhiều về cái này. Và mình dự tính là mình định quay trở về nhà hãng làm video, nhưng mà thôi mình làm luôn tại ở đây thì cũng được. Coi như làm một đoạn video clip kỷ niệm. Và sản phẩm mình mua thì mình mua tại cửa hàng M2 Du Store, vốn là tiền thân của M2. Nói chung về tiểu sử mình không cần nói gì, cứ biết là thế, mình mua M2 rồi. Và mình sẽ bóc qua nhanh cái sản phẩm này. Và mình thực ra mình mua nhiều thứ lắm, như là sleep này, album các thứ, rồi thêm quả xúc sắc nữa. Nhưng mình nghỉ, mình đợi khi mà mình về nhà mình hát làm, vì thời gian ở đây thì mình chủ yếu mình còn chơi các kiểu nữa, thì mình sẽ để trên những ngày về nhà rồi sẽ làm tiếp tục. Còn giờ thì mình chỉ quay vào cái sản phẩm chính thôi, nói chung mình cũng chưa viết kịch bản. Và bạn cũng có thể thấy được cái sản phẩm này nó gói khá chắc. Thực sự là mình cũng khá là vui vì cái con quả này. Đây, đóng bọc bằng các loại gì. Thôi, quan trọng đây là mình bóc tỉnh, bóc này ra nhanh. Thì chất là cái này nó bọc hơi kỹ quá. Chắc mình sơ gạch ra hết đây được. Đó, vâng, và cái ánh sáng nó focus hơi kém. Vâng, và bạn biết sản phẩm gì rồi chứ. Mà mình cũng để tên rõ ở đầu video rồi, cho nên là ở dưới thanh tiêu đề nên cũng chẳng cần nói gì bây giờ nữa. Vâng, đây là sản phẩm Starter Deck Code Breaker. Mình có mua kèm thêm cả một quân, đó là con đây, Odd Eye Venom Dragon. Còn đây là cái con monster cover của cái Pattern Blazon. Tuy nhiên là cái Pattern Blazon nó chỉ ra đúng một lần mà nó chưa có gì biến lại, cho nên chắc chắn con này phải là tem vàng. Và hiện giờ thì con này đã xuống giá khá là kinh. Mình nghĩ chắc nó phải giảm giá một trận, nó phải giảm đi 100k trong con này. Và mình đi là mình mua cái gì thì mua, biết thế mình hay mua thêm còn Dark Odd Eye Rebellion nữa thì cho có dịp đủ bộ con này. Nhưng thôi, để mua này được đó. Mình không biết nên nói cái này, chắc mình mua cái này chỉ vì nó có lót ladder. Ok, giờ về tập trung chính của sản phẩm. Rồi tem M2 mà hay nó không có nhỉ. Ok, lên đợi chút mình đọc qua các bạn. Bắt đầu cho lại trở lại nha. Ok, xin tất cả bạn đang bị làm video clip unbox sản phẩm như video Start Deck Code Breaker. Và cho nên thời điểm hiện tại là sản phẩm này đã ra mắt khá lâu, tức là từ ngày 13 tháng 7. Hiện giờ là mình thì thời điểm hiện tại bây giờ đang là ngày mình quay là ngày 11 tháng 7. Đấy. Cho đây 15 thứ năm ngày 11 tháng 7. Đấy, cho bạn thì sản phẩm này ra mắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2018. Nhưng đến khoảng gian gần đây thì mình mới có thể được cầm tay sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta xem qua về phần ngoài vỏ hộp. Phần ngoài vỏ hộp thì ở phần trước của sản phẩm in hình Yusaku. Đây là cái anh nam nhân chính của cái bộ You Will Be Rain phần này. Đấy, hình dạng avatar là hình Playmaker cùng với monster chính của SD này là Transcode Talker. Đây, ngay đây. Dưới sẽ để tên sản phẩm lần nữa là Starter Deck Code Breaker. Đây cũng là sản phẩm phiên bản tiếng Anh. Đây. Elite Edition. Phiên bản tiếng Anh Elite Edition và còn là First Edition. Tức là chưa có lần nào in lại. Mà sau sẽ in hình Transcode Talker lần nữa. Transcode Talker một lần nữa và một số quái thú của hộp này. Vài hình sơ qua cái playmat đấy, trong đó có hình with kit là Leon Chon, cái playmat của starter deck này
một số các cơ bản, nói chung những các này nó đều là in